quý vị và các bạn, ra đời ngày 16 tháng 8 năm 2005 cùng với hai cuốn Nhật ký Bi Hùng, Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Nhật ký Đặng Thùy Trâm của liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Quỹ Mãi mãi tuổi 20 hoàn thành trọng trách tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống và cổ vũ động viên thế hệ trẻ, tạo động lực cho khát vọng, ước mơ, hoài bão cống hiến cho đất nước. Đây là một giải thưởng có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội cao, thu hút được sự tham gia của rất nhiều cơ quan đơn vị. Năm nào cũng vậy, cứ vào các ngày kỷ niệm, ngày lễ Tết, khi mọi người đoàn tụ với gia đình, với người thân, thì các cựu chiến binh, tình nguyện viên của Quỹ Mãi mãi tuổi 20 lại khoác ba lô trở về với đồng đội của mình đang nằm ở các nghĩa trang liệt sĩ. Đứng trước anh linh các liệt sĩ, nhìn những người lính tóc đã bạc màu lặng lẽ khóc đồng đội. Chúng tôi, những người trẻ sinh ra trong hòa bình, mới thấm thía quá khứ bi hùng đấu tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc, và thực sự biết ơn thế hệ những thanh niên đã cống hiến tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời mình cho đất nước, cho Tổ quốc. Quỹ Mãi mãi tuổi 20 ra đời cách đây 8 năm, kể từ ngày dư luận ngỡ ngàng, nghiêng mình trước vẻ đẹp của những cuốn nhật ký thời chiến. Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, nhật ký Đặng Thùy Trâm của nữ anh hùng liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm và nhiều người khác. Họ là những cô gái chàng trai từ nhiều miền quê xếp bút nghiên lên đường ra trận. Trong số họ có những người đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20 khi những ước mơ và hoài bão vẫn còn dang dở. Nhưng mọi người đều biết là sau khi ra đời hai cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc thì một làn sóng hướng về cội nguồn, hướng về những gương chiến đấu hy sinh dũng cảm bảo vệ xây dựng cái Tổ quốc Việt Nam. Và để đáp ứng được cái nhu cầu, cái nguyện vọng chân chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thành lập cái Quỹ Mãi mãi tuổi 20. Mục đích trước hết là tri ân những lớp người đi trước, những đồng đội của chúng tôi đã đổ máu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cái thứ hai là giúp đỡ con em của họ vươn lên trong những khó khăn để học tập thật tốt, để hướng tới thế hệ trẻ khát vọng, nghị lực, cống hiến cho Tổ quốc Việt Nam. Gọi là Quỹ Mãi mãi tuổi 20, nhưng tình nguyện viên của quỹ hầu hết đã gấp 3 tuổi ấy. Họ đều là những người lính đã vào sinh ra tử. Căn phòng nhỏ nằm tại tầng 3, số nhà 215 phố Trung Kính là nơi những người mãi mãi tuổi 20 đã thực hiện những công việc không nhỏ như tuyển chọn và biên soạn những cuốn sách Âm vang dòng Thạch Hãn, Khúc tráng ca thành cổ, Một thời hoa lửa, Tài hoa ra trận, Ký ức tuổi 20, Viết tiếp tuổi 20. Tổ chức thành công các đợt trao giải Mãi mãi tuổi 20 cho những thanh niên ưu tú đang đóng góp cho đất nước. Tìm nguồn tài trợ để thực hiện các chuyến thăm chiến trường xưa. Thăm trợ giúp các mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, thương binh. Còn đó những khó khăn, nhưng mỗi năm nhìn lại, những tình nguyện viên của Quỹ Mãi mãi tuổi 20 đều tự hào về những việc mình đã làm. Sau 8 năm, chúng tôi có thể tự hào mà nói rằng quỹ chúng tôi đã đi gần khắp cả nước. Chúng tôi đã đi từ Việt Bắc, Tây Bắc đến miền Nam, Tây Nguyên. Chỗ nào có dấu chân người lính, ở đó có dấu chân quỹ. Chỗ nào những nơi khó khăn nhất, nghèo khổ nhất, ở đấy có Quỹ Mãi mãi tuổi 20. Chuyến đi nào cũng đầy xúc động, đầy nước mắt và niềm vui của những người mới được trở về với đồng đội, niềm vui của thế hệ trước được tiếp xúc với thế hệ trẻ. Qua những đợt giao lưu với các đơn vị quân đội, với các địa phương, với các tỉnh thành, thế hệ trẻ rất phấn khởi. Họ nói rằng Quỹ Mãi mãi tuổi 20 thực sự là của chúng cháu, và chúng cháu sẽ nguyện noi gương những lớp người đi trước như các cha, các ông, các chú, các bác thể hiện tinh thần yêu nước, khát vọng và nghị lực cống hiến cho Tổ quốc. Ta đi hôm nay cũng không là sớm. Đất nước hành quân mấy chục năm rồi,
ta đi hôm nay cũng chưa là muộn. Đất nước còn đánh giặc mãi chưa thôi. Thế hệ cha anh đã dùng những câu thơ đó để nhắc mình đừng quên hy sinh cho đất nước. Và đến thời bình, dù tóc đã bạc, dù mang trong mình những vết thương chưa lành, họ vẫn tiếp tục tri ân đồng đội, tiếp tục mang đến cho tuổi trẻ những bài học về đức hy sinh và tình người, để những người trẻ hôm nay giữ mãi ngọn lửa lý tưởng của tuổi 20. Đó cũng là con đường mà Quỹ Mãi Mãi Tuổi 20 và các tình nguyện viên của mình đã lựa chọn và sẽ cống hiến hết mình cho lựa chọn đó. Thưa quý vị và các bạn, Quỹ Mãi Mãi Tuổi 20 sẽ luôn là làn gió góp cho cánh diều khát vọng và ước mơ của tuổi trẻ bay cao bay xa, là sự tiếp bước truyền thống trong mạch nguồn cống hiến cho đời của sức trẻ Việt Nam. Chuyên mục của chúng tôi hôm nay đến đây xin được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.